Con xin chào cô và các bạn. Con tên là Khải Phong, con từ lớp 4C1 và con hôm nay sẽ thuyết trình bài chinh phục đỉnh núi Olympia. Con sẽ bắt đầu. Đầu tiên con sẽ cho mọi người xem con sẽ cho mọi người xem con sẽ nói để thua trước. Mấy con sẽ bắt đầu ạ. Đây mình mà làm sai là mình thua. Nhưng mà sai là mình sẽ thua. Còn nếu mà mình đến đến đây thì mình sẽ thắng. Con sẽ lên đây lá xong rồi con tiếp chuẩn tiếp ạ. Thế ạ, khi mình lên số 10 thì mình sẽ Rồi. Con còn có chức năng gì muốn giới thiệu không? À, con chỉ có một chút điện thoại thôi. À. Rồi con làm thế nào để khi di chuyển chuột thì con sẽ có những cái đường thẳng đó? Cho con thấy Như vậy mà ta thấy những người chuyển động trong tim đó là những người được vào đó là con những người có mặt và những kiểu động đại tính của người bạn của mình sẽ khớp vai em mình muốn vỗ vai tiểu thương đúng không với bạn thì bạn trong khoảng cách một trên khoảng một lớn là chuyện nào bạn sẽ không thể nào đấm được những kiểu đâu. dự án của Khải Phong thì cũng khá là tốt, đầy đủ các chức năng đúng không? Cũng có chức năng thắng cuộc và đã sửa lại cái phần chức năng thua cuộc cũng hoạt động khá là tốt rồi. Con có phần âm thanh không? Con không xem âm thanh à? Khi trả lời đúng và sai á, cô không nghe thấy phần âm thanh. À, cô hôm nay thì cô phải đây chờ em tí con la thua đó. À, con thua đã hả? À, rồi ok rồi rồi cô nghe thấy rồi. Rồi, cô thấy là khi thua thì hiệp sĩ ở cái vị trí này khá là ổn rồi nhưng mà ở cái không nền thắng cuộc ấy thì hiệp sĩ lại trèo lên cao và che mất cái chữ win. Con làm lại cho cô cái hiệu ứng thắng cuộc cho nó hợp lý hơn nhá. Rồi, với lại dự án này của con về phần lập trình thì vẫn còn hơi đơn giản. Nếu như có thời gian con có muốn làm thêm chức năng gì nữa cho dự án của mình không? Để dự án của mình nó hay hơn không? Con cũng không biết. Cứ bảo cô Ok, cho con là con không biết thì con nhờ cô gợi ý. À, nhưng mà con cần thêm một số ý tưởng nữa để cho cái dự án của mình nó khó hơn, nó hay hơn và nó hấp dẫn hơn nhá. Về phần thuyết trình thì con thuyết trình cũng khá là tốt rồi, đầy đủ các chức năng, nói to rõ ràng, tuy nhiên đôi lúc còn hơi ngập ngừng thì con có thể luyện tập thêm để cho cái phần thuyết trình của mình nó tự tin và nó lưu loát hơn nữa nha. Rồi ok, rồi chức năng của con khá là tốt rồi. Thêm một số ý tưởng sáng tạo nữa để dự án của mình hay hơn thôi.